Mùng đó anh em tôi ăn cả da, nên mùng trắng anh em tôi lột da đi ăn cho đỡ hôi. Làm xôi nó đỡ nước. Hôm nay được ít ấy quá. Nắng mùng lùng lục. Mùng đó đấy. Lùng lục đó. Rắn này, rắn rắn mùng mùng cái mùng đỏ cái chính này, xong rồi là này cực thảo dưới nha, còn đây là ếch xào lá lốt nha các bạn nha. Rồi các bạn nhìn nè, đây là quá trình tôi đã nấu xong các bạn nhé. Đây, đây là món ếch xào lá lốt các bạn nhé, và đây là món rắn xào dứa này. Đây rất là màu rất là đẹp mà chắc rất là ngon này các bạn. Các bạn lát nữa hãy cùng tôi cùng thức các bạn nhé. Và đây là món cháo lươn các bạn nhé. Đó, để cháo lươn. Chào các bạn nhé. Quá trình anh em chúng tôi cũng nấu xong món rồi. Bây giờ anh em tôi sẽ chuẩn bị dùng các bạn nhé. Đây là món rắn mùng xào với lại quả dứa, dứa xanh các bạn nhé. Và đây là món ếch xào lá lốt, lại kèm theo ít thịt heo ngô của gia đình nữa. Và ngoài kia là nồi cháo luôn các bạn nhé. Tí anh em tôi sẽ thưởng thức sau. Rồi các bạn nhìn, rất là ngon, thơm nha các bạn nhé. Mời các bạn cùng mấy anh em bạn bè tôi thưởng thức. Thơm ấy. Mời tất cả các bạn nha. Mời nha, mời tất cả các bạn nha. Để đâu? Chúc mừng thành quả của anh em nhé. Cảm ơn mình.